Ở trước khi các bạn vào tiệm thì mỗi bạn, như Trọng nói lúc nãy, là mỗi bạn sẽ có một cái cách làm việc khác nhau và cái quy trình mà các bạn làm một bộ nail nó khác nhau. Nên là khi vào á, các bạn bị cái tôi lớn nhất mà Trọng thấy đó là các bạn luôn làm sai quy trình. Các bạn làm luôn làm theo cái mà các bạn đã trước giờ đã làm. Nên là cái bị bắt gặp là nó không đúng quy trình á. Nên là ví dụ như mà khách về 1-2 ngày thì nó sẽ bị bong tróc, hay là nó bị không sơn không tròn khé, hay là nó dễ bị gãy. Thì đó là cái mà lúc đầu Trọng làm việc rất là căng. Thì các bạn cứ nghĩ là mình có kinh nghiệm 3 năm, 4 năm, 5 năm thì cái quy trình này mình đã làm rất nhiều khách rồi, tại sao anh vào đây thì anh lại đổi quy trình mà trong khi đó anh không có nghề. Bao giờ nghe con nói này chưa? Trọng nghe nhiều lắm, chắc cũng được phản đối nhiều ạ. Cũng bị phản đối nhiều về cái câu nói như này. Thì lúc đầu thì bắt đầu khi khởi nghiệp á, thì gia đình hay là bạn bè hay là những người xung quanh cũng phản đối Trọng về câu nói này. Tại sao mình là phái nam mà lại đi kinh doanh cái ngành nghề của chị em phụ nữ, mà đặc biệt là mình không biết nghề nữa. Thật ra nha, với cá nhân của Gia, Nhân từng biết Trọng là một PT. Cái trước đây từng làm PT đúng không? Thường á, những người làm PT người ta sẽ mơ ước, người ta sẽ mở một cái chuỗi gym riêng của mình, gym riêng của mình nè. Rồi những cái phòng tập thể hình, hoặc là mình sẽ phát triển theo những cái hướng đó luôn. Tại sao Trọng lại một cái bước ngoặt như thế nào mà lại rẽ hướng làm nail vậy? Cơ duyên mà Trọng đi kinh doanh nail là lúc mà Sài Gòn bùng dịch, lúc mà 6 tháng Covid á. Thì thời điểm đó Trọng nghĩ Trọng nên thay đổi và chuyển sang mô hình kinh doanh. Quyết định là sẽ kinh doanh một mô hình gì đó. Thì phòng gym hay là những mô hình khác như là cà phê ấy, thì Trọng cũng đã từng suy nghĩ và cũng đã vạch ra kế hoạch rồi, nhưng mà mọi thứ nó không có ok. Nên là Trọng quyết định Trọng tìm hiểu sang nail. Thì thị trường nail lúc đó thì cũng đang bị đi xuống do dịch Covid. Mà Trọng thì Trọng thấy cơ hội từ đó, nên là Trọng quyết định là Trọng kinh doanh nail. Thường thì mà người ta mở một cái dịch vụ làm đẹp á, thứ nhất là chúng ta có một cái gọi là cái nhóm khách hàng nhất định. Chẳng hạn như bản thân Giang Thái là một MC, là một diễn viên, thì Giang Thái sẽ có một cái đội nhóm là những người bạn của mình sẽ tới để ủng hộ mình. Còn cái thời điểm mà Trọng mở cái tiệm nail đó thì Trọng đã có được một cái nhóm bạn khách hàng thân thiết sẽ sẵn sàng ủng hộ mình hay chưa? Hiện tại lúc đó chắc là chưa. Chưa. Dường như là chưa, là không có ai. Trọng có thể chia sẻ một tí xíu về những cái khó khăn trong cái thời gian đầu mà mình mở hơn nail không? Thời gian đầu cái khó khăn lớn nhất chắc là gia đình và mọi người xung quanh. Mọi người đều không ủng hộ Trọng. Mọi người nói tại sao con trai lại đi làm nail, lại đi kinh doanh một ngành nghề của chị em phụ nữ, mà lại trong khi đó mình không biết gì về nail hết. Nên là khó khăn đầu tiên chắc là về gia đình và mọi người xung quanh. Tiếp theo là lúc mà xây dựng mặt bằng á, thì cũng gặp những sự cố về lúc xây dựng không theo ý mình. Xong rồi tiếp theo đó là về phần mình không có nghề, không biết kỹ năng gì về nghề, và cũng không có tìm hiểu được nguyên vật liệu hay là nước sơn như nào á. Thì bắt buộc lúc đầu á, Trọng cũng phải đã bị mua đi mua lại nhiều cái loại nước sơn hay là charm
mà không đúng chất lượng, nên là cũng thay đổi nhiều ở thời điểm đó. Giang hỏi tí xíu nha, cái thời gian đầu khi mà mình mở hôm nail á, mà mình làm nail cho khách á, thì có bao giờ khách complain cái chất lượng của nail mình không? Tại cái thời gian đầu mình không biết gì hết á. Có, thời gian đầu thì complain nhiều. Nhưng mà đa số thời gian đầu thì trọng sẽ để bạn, đa số là bạn bè và người thân test trước. Thời gian đầu thì do trọng cũng chưa biết cách mà để mà quản lý nhân viên, là test nhân viên hay là kiểm tra nước sơn như nào để phù hợp với cái tệp khách hàng của mình đó. Thì khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian mất mát nhiều nhất. Trọng phải đổi nước sơn này, đổi nguyên vật liệu hay là kể cả là kỹ thuật viên. Nhưng mà bằng cách nào đó mà trọng có thể có được những cái kiến thức về nail, có ai ở bên cạnh đồng hành giúp đỡ trọng cái thời điểm đó không? Lúc trọng tìm hiểu thì cũng trọng cũng học hỏi những anh chị ở bên nước ngoài về ngành nail, họ đi trước rồi á, trọng cũng học hỏi và chia sẻ để họ chia sẻ cho trọng những cái kinh nghiệm và cái cách để mà mình quản lý nhân viên và khắc phục những cái lỗi hay là cái nước sơn như nào, mà trọng cũng học hỏi từ đó nhiều. Sau 2 tháng thì mọi thứ nó cũng ok. Bản thân Giang Thái là phụ nữ, Giang Thái cực kỳ yêu cái đẹp, rất là mê làm đẹp luôn. Hầu như là khoảng 1-2 tuần là Giang Thái sẽ đi đổi nail một lần. Và khi mà Giang làm nail á nha, thì thường là các chị chủ á sẽ ra trò chuyện, hỏi thăm mình, em thấy cái bộ nail ngày hôm nay như thế nào. Thì cái vấn đề của những cái gọi là cái ngành làm đẹp là mình phải giao tiếp với khách hàng. Nhưng mà cái nail nó đặc thù là đa phần chỉ là phụ nữ, hơn 90% sẽ là phụ nữ tới để sử dụng cái dịch vụ của mình. Vậy thì trọng với là một người đàn ông, là một người con trai, thì khi mà trọng giao tiếp trò chuyện với lại các chị nữ như vậy, có bao giờ mà trọng cảm thấy là mình có khoảng cách với lại khách hàng của mình không? Lúc đầu thì có, trọng cũng hơi ngại khi mà tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là khách hàng nữ. Thứ nhất là vì mình nghĩ là mình sẽ, khách hàng sẽ ngại khi là mình là con trai mà mình lại mở tiệm như này, nên là lúc đầu trọng cũng có cái nhiều cái khoảng khắc mà mình chưa có trải nghiệm á, nên là mình cũng bị hố mấy lần. Nhưng mà sau đó thì chẳng biết cách là để cho khách hàng mình thoải mái hơn. Bên cạnh cái vấn đề khách hàng đa phần là nữ nè, thì nhân viên làm việc tại Hernel chắc chắn cũng đa phần là nữ, gần như là 100% là nữ luôn đúng không? Đúng rồi. Tất cả là nữ hết. Và một cái vấn đề nằm ở chỗ là các bạn sẽ là người có kỹ thuật và em hiểu về kiến thức hơn mình. Thì cái thời điểm đó khi mà các bạn nhân viên có những cái góp ý thì trọng cảm thấy như thế nào? Có bao giờ cảm thấy bị mặc cảm hoặc là cảm thấy là thiếu tự tin vì mình không quá am hiểu về kỹ thuật của ngành nail? Thực ra là khi mà trọng bước vào nghề, trọng cũng mang một tâm thế là mình không biết gì và trên tinh thần là đi học hỏi. Lúc đầu thì trọng cũng gặp nhiều chướng ngại như là Giang nói. Thì sau cái khoảng thời gian mà trọng tìm hiểu và trọng lên một kế hoạch để có một cái quy trình làm việc cụ thể, cái cách mà trọng khắc phục cái vấn đề đó là trọng làm việc dựa trên nguyên tắc. Giống như trọng sẽ vạch ra cái góc nhìn của cái người mà chưa có nghề, nó sẽ khác với cái góc nhìn của người có nghề. Thì trọng sẽ đứng trên cái góc nhìn của khách hàng để trọng làm việc và trọng viết ra cái kế hoạch để cho các bạn làm việc. Nên là sau này thì khi mà tuyển vào thì các bạn vào thì các bạn đọc cái hợp đồng lao động hay là cái kế hoạch của công ty, rồi các bạn mới ok thì các bạn vào làm. Sau này cái vấn đề mà nhân viên nó sẽ không có còn như lúc đầu nữa. Lúc đầu thì các bạn cũng hay nói là tại sao anh không biết nghề mà anh lại nói các em nghe làm đúng mà. Tại vì ở môi trường nail, ở hiện tại ở thị trường thì mỗi bạn sẽ có một cái kỹ thuật riêng và mỗi bạn sẽ có một cách làm riêng. Vô tình là tiệm mình sẽ ví dụ 5 nhân viên hay là 10 nhân viên đi, thì sẽ có 10 cái quy trình khác nhau. Khi mà trọng tuyển 2 tháng đầu tiên thì tuyển cũng rất là nhiều thợ, nên trọng cũng đúc kết được một cái quy trình nhất định để mà cho tất cả các nhân viên của mình làm theo một quy trình đó. Thì khi mà các bạn vào phỏng vấn thì các bạn sẽ xem quy trình đó và làm đúng quy trình đó, nên là mọi thứ sau này nó cũng ok, nó không có bị vướng về vấn đề đó nữa. Cái tiêu chí mà mình tuyển nhân viên nail là gì trọng ha? Dường như là đầu tiên là trọng sẽ ưu tiên cái phần mà học hỏi, nhiệt tình học hỏi. Kỹ thuật là chắc chắn các bạn phải cứng, tại vì đầu vào của Hernel rất là khó. Các bạn phải biết hết tất cả các kỹ thuật, đặc biệt là vẽ hay là ombre hay là đắp móng, thì các bạn mới được lọt vào vòng thử việc. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là khi mà cái thời gian đầu trọng không có quá nhiều những cái sự am hiểu về nail và những cái kỹ thuật về nail thì mình dựa vào những cái tiêu chí gì để mình chọn một cái bạn thợ tốt? Chắc là lúc đầu trọng sẽ dựa vào cái độ nhiệt tình của các bạn. Để trọng lúc đó cũng một phần là trọng muốn học hỏi từ các bạn nữa, xem thử hiện tại ở thị trường thì các bạn thợ bạn hoạt động như nào, ở các tiệm khác làm việc như nào, và cách các bạn làm việc mà cách quản lý của những tiệm khác như thế nào, thì trọng cũng học hỏi từ đó nhiều, xong rồi mình đúc kết riêng ra cho mình.
Thật ra hôm nay chúng ta đến với chương trình là 100 lần thất bại. Đối với Giang Thái thì 100 lần thất bại ở đây nó không chỉ là những cái thất bại về cái việc mà chúng ta không kinh doanh tốt, nó không hẳn là như vậy, nhưng mà cái vấn đề về cái việc chúng ta quản trị nhân lực, quản trị con người mà chúng ta không thành công thì nó cũng là một cái thất bại. Vậy thì cho Giang hỏi thêm một tí xíu về các bạn nhân viên đi. Khi mà Trọng là một người đàn ông và các bạn nhân viên lại là nữ nữa, chúng ta quay trở lại với câu chuyện nam nữ nè. Đó, khi mà các bạn nhân viên nữ các bạn làm sai á, thì với gọi là mình là đàn ông, mình gentleman mà, thì rất là khó để mình có thể nói nặng các bạn hoặc là mình răn đe các bạn. Vậy thì có bao giờ Trọng rơi vào cái trạng thái là Trọng không biết phải xử lý cái việc này như thế nào không? Thì mình là con trai á, nên mà lúc đầu Trọng cũng nghĩ là sẽ không có lớn tiếng với các bạn. Trọng sẽ dễ chịu các bạn hơn, nói chuyện nhỏ nhẹ các bạn hơn để các bạn hiểu cái vấn đề mà mình muốn, hoặc hiểu cái mục tiêu mà mình đi. Nên là lúc đầu cũng gặp nhiều khó khăn, ví dụ các bạn làm không đúng với mình, mình cũng không có nỡ lòng mà mình lớn tiếng với các bạn. Chủ yếu là mình nhắn tin và nói chuyện với các bạn qua cái nhóm làm việc riêng để các bạn hiểu cái mục tiêu của mình là cái gì. Rồi sau đó mình đúc kết được nhiều vấn đề là những mình xử lý qua cái vấn đề là hợp đồng và quy trình rồi. Nên là sau này mọi thứ đều làm việc qua quy trình và hợp đồng giấy tờ hết, chứ không có mà trao đổi lớn tiếng hay là nhỏ nhẹ. Thì mình sẽ ví dụ sai thì mình phạt, thưởng thì mà đúng thì mình thưởng. Yeah. Một trong những cái gọi là một cái cốt yếu của cái vấn đề kinh doanh là chúng ta phải giao tiếp được với nhân viên của mình. Đúng rồi. Trọng có bao giờ thất bại trong cái việc giao tiếp với nhân viên của mình chưa? Thực sự là lúc đầu Trọng không nói chuyện nhiều với các bạn được. Tại vì cái khoảng cách của Trọng với các bạn đó là thứ nhất là về có nghề và không có nghề. Các bạn luôn nghĩ là mình làm theo trend, mình làm theo cái sở thích, nhưng mà thực chất cái ngành nail này bắt buộc có nghề thì mới làm được. Nên là các bạn luôn có cái cảm giác là mình sẽ đặt cái tôi mình cao á. Các bạn cứ nghĩ là mình làm chủ thì mình muốn làm sao làm. Nên là Trọng luôn đắn đo vào tìm cách để mình xử lý vấn đề đó. Trọng cũng giải thích cho các bạn hiểu là cái góc nhìn của anh là góc nhìn từ khách hàng. Đúng là anh không có nghề, nhưng mà anh sẽ nhìn theo hướng của khách hàng để mình làm sao mà vấn đề tốt nhất đến với khách hàng. Mình luôn luôn ưu tiên khách hàng. Và đặt nặng cái vấn đề là kỹ thuật các bạn phải tốt, phải chăm sóc khách hàng tốt. Để các bạn nhân viên hiểu là mục tiêu và của tiệm là gì. Là luôn luôn ưu tiên khách hàng. Thường nha, những cái người mà chúng ta có nghề á, đặc biệt là đối với dây nail cũng là một nghệ thuật, thì những bạn làm nail là những người nghệ sĩ. Vậy thì những cái người nghệ sĩ họ sẽ có những cái tôi nó khá là cao, và họ sẽ luôn nghĩ rằng những cái gì mà mình tạo ra nó là những cái giá trị tốt nhất. Và khi mà một cái người không có nghề đi nói chuyện với một cái người đã có nghề, họ sẽ có một cái cảm giác là họ cảm thấy bị khó chịu ngay lập tức. Vậy thì Trọng có bao giờ cảm thấy thất bại trong chính cái môi trường mình làm chủ chưa? Thực ra là cũng có. Thì cũng có những bạn, cái tôi của bạn rất là cao. Dường như là nail, mục đích chính của nail là làm đẹp cho khách hàng và làm đúng cái yêu cầu của khách hàng. Khi mà ví dụ khách hàng đưa một mẫu nail mà khách hàng thích, mình làm không đúng hình hay là cái mẫu mà khách hàng đưa, nó cũng là một cái rất là có lỗi với khách hàng. Thật ra là khi mà khách hàng đưa mẫu thì các bạn phải làm đúng cái mẫu mà khách hàng ưu tiên, ít nhất là 99%. Tại vì cái đó là cái sở thích và cái mục tiêu mà khách hàng đến với tiệm mình. Còn cái việc mà cái tôi của các bạn á, thì cái tôi đó là cái tôi của ở trước khi các bạn vào tiệm. Thì mỗi bạn như Trọng nói lúc nãy là mỗi bạn sẽ có một cái cách làm việc khác nhau, và cái quy trình mà các bạn làm một bộ nail nó khác nhau. Nên là khi vào á, các bạn bị cái tôi lớn nhất mà Trọng thấy đó là các bạn luôn làm sai quy trình. Các bạn luôn làm theo cái mà các bạn đã trước giờ đã làm. Nên là cái bị bắt gặp là nó không đúng quy trình đó. Nên là ví dụ như mà khách về 1-2 ngày thì nó sẽ bị bong tróc, hay là nó bị không sơn không tròn khé, hay là nó dễ bị gãy. Thì đó là cái mà lúc đầu Trọng làm việc rất là căng. Thì các bạn cứ nghĩ là mình có kinh nghiệm 3 năm, 4 năm, 5 năm, thì cái quy trình này mình đã làm rất nhiều khách rồi, tại sao anh vào đây thì anh lại đổi quy trình mà trong khi đó anh không có nghề. Thì Trọng giải thích là mình đã đúc kết ra rất là nhiều kỹ thuật viên kinh nghiệm, và mình cũng đã học hỏi từ rất là nhiều người đi trước, anh chị đi trước. Nên là đây là cái quy trình mà Trọng bắt buộc các bạn phải làm theo khi mà vào tiệm. Tính tới thời điểm này thì Hernia đã đổi bao nhiêu nhân lực rồi nhỉ? Nhiều, thật sự là không tính hết được. Tại vì khi mà vào tháng thường việc các bạn không chịu nổi áp lực. Tại vì ở tiệm Trọng thì các bạn phải làm trước giờ môi trường ở ngoài á, thì thị trường nail các bạn đa số làm việc theo mô hình gia đình,
Còn trọng thì làm theo kiểu công ty, mỗi bạn sẽ có một trách nhiệm riêng. Giống như là lễ tân hay là kỹ thuật viên thì mỗi bạn đều có một trách nhiệm riêng, nên là các bạn cũng bị gò bó và các bạn bị áp lực. Giống như ở trọng á, bắt buộc các bạn phải làm theo đúng quy trình. Còn ở ngoài kia thì ở thị trường thì các bạn có thể làm tự do, làm sao khách hàng về rồi. Còn ở trọng thì quan tâm khách hàng nhiều hơn, chăm sóc khách hàng nhiều hơn. Vào tiệm thì không được nói chuyện, không được tám chuyện. Tại vì trọng luôn nói với các bạn là ở tiệm này khách vào khách không phải chỉ làm nail mà khách còn relax nữa, nên là luôn ưu tiên khách hàng. Và mọi thứ nó làm các bạn vô khuôn khổ. Trước giờ thì các bạn có thể tự do làm việc hay nói chuyện hay là có thể là bấm điện thoại, nhưng mà bây giờ thì không, nên lúc đầu 1-2 tháng đầu thì cũng có nhiều bạn không thích hợp với môi trường này. Giang là Giang rất là sợ cái cảm giác là mình bị coi thường trong chính cái nơi mình làm chủ á. Vậy thì có bao giờ mà Trọng cảm thấy là mình đã chọn sai hướng chưa, khi mà mình lại quyết định làm một cái việc quá mạo hiểm như thế này, kinh doanh một thứ mình không hề biết? Thật ra lúc đầu Trọng cũng có lúc mà Trọng suy nghĩ về vấn đề này rồi. Lúc mà bắt đầu mình nhận được nhiều cái góp ý trái chiều á, mọi người đều không ủng hộ Trọng á, thì Trọng cũng suy nghĩ có khi nào là mình đang sai không? Mình đang đi sai hướng không? Tại vì không có ai mà ủng hộ mình hết. Nên lúc đó Trọng cũng suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì cũng mình nghĩ là mình còn trẻ nên mình nên thử một lần, xem thử cái quyết định của mình nó có đúng hay không. Xin phép được nói một câu là cô đơn trong chính ngôi nhà của mình là cái sự cô đơn đáng sợ nhất. Khi mà mình làm một cái việc gì đó, bản thân mình đã cảm thấy là mình đã làm một cái điều rất liều lĩnh rồi, rất là mạo hiểm rồi, mà tất cả những người xung quanh, đặc biệt là người thân của mình lại không ủng hộ mình nữa, thì đó là một cái cảm giác cực kỳ kinh khủng khiếp. Và đối với Giang nha, đó là một cái sự thất bại trong cái việc thuyết phục gia đình của mình đầu tiên. Trọng phải trải qua cái việc đó như thế nào, phải vượt qua nó như thế nào, và phải thuyết phục ba mẹ, người thân của mình như thế nào để đảm bảo rằng con có thể làm được. Dường như là lúc đầu Trọng chỉ thuyết phục là con tin cái này con làm được. Con cũng nói rất là nhiều là bạn bè hay là người thân á, tao làm được, cứ để tao thử nghiệm một lần. Dường như là cũng không ấy, nhưng mà trong cuối cùng là thì Trọng quyết định Trọng làm. Dường như là lúc đó cũng cố chấp lắm. Cũng muốn thử xem cái sức mình đi được tới đâu. Cũng muốn trải nghiệm những cái mới, mà muốn mình nghĩ là cái thị trường này mình có thể vào làm tốt được nó. Tại vì trước khi mà Trọng vào á thì Trọng cũng tìm hiểu thị trường rất là kỹ. Trọng xem là ở thị trường hiện tại đang cần gì và đang thiếu gì, và mình cái thế mạnh của mình là như nào để mình phát huy. Tại vì thị trường nail ở thành phố Hồ Chí Minh á thì hiện tại nó cũng đang phát triển so với những nước lớn như là Mỹ hoặc là Singapore hay là Úc. Mà cái dịch vụ của mình mang lại cho khách hàng dường như là rất là ít tiệm đem lại cái dịch vụ tốt cho khách hàng. Nên Trọng cũng muốn là mình có thể nhìn thấy được điều đó, nên là ở những nước anh chị, nên là mình quyết định là mình lao vào mình làm. Có nghĩa là khi đến với Hornail á, không chỉ là chúng ta có một cái bộ móng đẹp, mà chúng ta sẽ được thư giãn tinh thần ở ngay cái Hornail luôn. Đúng một rồi. Cái sự phục vụ, một cái sự tiếp đón nồng nhiệt nhất từ khi bước vào tiệm cho tới khi mà chúng ta đến cái chỗ chúng ta ngồi làm nail, và toàn bộ không gian thư giãn như thế nào là cái điều mà Hornail nhắm tới. Chúng ta bán không chỉ bán một cái bộ sản phẩm, mà chúng ta bán tinh thần, và chúng ta đem đến những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Là một cái tiêu chí của Hornail mà Giang có thể cảm nhận được qua những gì mà Trọng chia sẻ. Và Giang hỏi thêm một tí xíu về cái vấn đề mà Trọng đã chia sẻ về nước sơn á. Thật ra nha, nếu như là Giang nha, bản thân Giang mà ngay từ đầu mà Giang cảm thấy là quá nhiều cái sự gọi là không hài lòng của khách hàng như vậy, chắc chắn bản thân Giang sẽ lung lay và Giang sẽ từ bỏ ngay lập tức. Bởi vì Giang là một người không có muốn làm cái gì nó quá lâu mà nó không có sự chắc chắn. Vậy thì cái thời điểm mà từ cái nước sơn cho tới những cái tram mà nó không có đạt tiêu chuẩn như vậy á, thì Trọng đã phải mất bao nhiêu thời gian để tìm kiếm cái sản phẩm chất lượng? Lúc đó Trọng mất tầm 1 tháng để mà Trọng nghiên cứu về vấn đề mà nước sơn hay là tram. Trọng cũng bị mua sai nước sơn, không chính hãng. Không chính hãng à? Đúng rồi. Nên là cũng mất tầm khoảng 50 triệu về vấn đề mà thay đổi nước sơn. Lúc mà Trọng nghiên cứu về nước sơn á, thì Trọng biết cái nước sơn chính hãng là ở Hàn Quốc. Nên Trọng quyết tâm là tìm hiểu cái công ty nó ở đâu và nhờ bạn để tới để mình nhập nước sơn từ Hàn Quốc chính hãng về luôn, chứ không có thông qua bất kỳ một trung gian nào hết. Thì lúc đó Trọng mới biết là hàng chính hãng là như thế này. Lúc trước thì Trọng cũng bị mua nhầm ở Việt Nam á, nên cũng tốn gọi là tốn khá khá chi phí đúng không? Thật ra chất lượng là sự sống còn của bất kỳ doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ, thì cái chất lượng vẫn phải là cái ưu tiên hàng đầu. Bởi vì chất lượng tốt thì khách hàng mới tìm tới chúng ta lần thứ hai, lần thứ ba, và nhiều hơn lần về sau hơn nữa. Và Giang cũng được biết là Trọng là tiệm của Trọng là rất là nhiều người nổi tiếng tới nha.
cực kỳ nhiều người nổi tiếng tới luôn. Vậy thì rõ ràng khi mà mình phục vụ người nổi tiếng á, mình sẽ căng thẳng rất là nhiều, bởi vì họ có cái sự tương tác và có cái độ ảnh hưởng trên mạng xã hội. Chỉ cần một cái bài post không hài lòng của họ thôi là ngay lập tức mình sẽ bị ảnh hưởng. Và từ khi phục vụ những cái người nổi tiếng như vậy thì Trọng có bao giờ cảm thấy căng thẳng, áp lực không? Thật sự là cũng áp lực lắm á. Lúc mà cũng có nhiều anh chị nghệ sĩ ghé để ủng hộ thì Trọng cũng rất là vui, nhưng mà cũng rất là áp lực. Tại Trọng cũng sợ giống như Văn nói á, thì lỡ mà mình làm cái gì đó nó không tốt hay nó bị ảnh hưởng thì nó lại không hay đến tiệm, nên là cũng cố gắng cũng dặn các bạn phải thật là làm chỉnh chu và kỹ cho các anh chị. Và quay trở lại với cái câu chuyện thất bại, thì khi mà chúng ta thất bại trong cái việc trò chuyện với nhân viên của mình, chúng ta thất bại trong cái câu chuyện là tìm hiểu ngay từ đầu tiên để quản trị được những cái rủi ro, thì Trọng rút ra được bài học kinh nghiệm gì cho mình? Trọng nghĩ là đầu cái bài học mà Trọng muốn chia sẻ đó là mình phải thật kỹ lưỡng trong cái phần mà mình lên kế hoạch để mình làm việc. Thứ nhất là mình cũng phải tìm hiểu cái thị trường thật là kỹ này. Thứ hai là mình phải bình tĩnh, xử lý những cái tình huống mà nhỏ nhặt nhất, kể cả về nhân viên hay là kể cả về vấn đề là mình có mua sai nước sơn hay là như thế nào, mình phải bình tĩnh rồi mình xử lý. Thật ra nếu mình nóng vội quá thì mọi thứ nó sẽ không theo ý mình muốn. Giống như là Trọng luôn tỉ mỉ trong vấn đề là nhân viên hay là vấn đề là nước sơn hay là kỹ thuật, mình có thể hoạt động lâu xíu, nhưng mà mình khi mình hoạt động thì mọi thứ nó sẽ ok. Sau cái sự khó khăn khi mà mình mở Hornell trong cái thời gian đầu, Trọng có nghĩ rằng những cái bạn trẻ bây giờ chúng ta nên kinh doanh theo trend không, hay là nên tìm hiểu thật là tường tận, điều tra thật là rõ trước khi mà chúng ta bắt đầu cái công việc kinh doanh? Trọng nghĩ là đừng nên kinh doanh theo trend. Nó cũng là một cái ý hay đó, nhưng mà Trọng cũng khuyên là các bạn nên tìm hiểu thị trường kỹ trước khi mà vào, và tìm hiểu cái tệp khách hàng mà mình muốn đánh, mình muốn kinh doanh trước khi mà mình mở ra cái mô hình đó. Và cái tệp khách hàng đó nó có thật sự là có phù hợp với cái mô hình của mình hay không. Đó là Trọng nghĩ nên tìm hiểu kỹ chứ. Đúng là trend nó cũng rất là tốt, nhưng mà nếu mà không tìm hiểu thì mình cũng rất là dễ bị thất bại. Nhiều người nói là trend rồi cũng sẽ qua thời mà thôi. Vậy thì cái việc kinh doanh theo trend thì Trọng có nghĩ rằng đó là một cái kinh doanh mạo hiểm? Đúng là nó mạo hiểm, nhưng mà nếu mà các bạn làm tốt, các bạn tìm hiểu thị trường tốt thì các bạn có thể làm cho nó cái trend nó được đi xa hơn. Tại vì trend thì mình có thể thay đổi và mình có biến nó thành một cái trend mới. Nên là nhiều khi mình dùng cái trend đó là mình làm một cái bàn đạp để mà mình đi tiếp cái đoạn đường tiếp theo của mình. Rồi, cái ý rất là hay nha. Vậy thì với những cái hành trình mà Trọng đã trải qua thì Trọng có một cái bài học kinh nghiệm nào có thể chia sẻ với khán giả không? Bài học mà chắc là Trọng muốn có thể chia sẻ được với các bạn đó là trước khi mà các bạn muốn vào một mô hình nào kinh doanh nào đó thì trước tiên các bạn phải tìm hiểu thị trường thật là kỹ, và các bạn phải tìm hiểu cái tệp khách hàng mà mình muốn hướng đến là như thế nào. Rồi sau đó là mình phải lên kế hoạch cho cái mô hình của mình rõ ràng.